Cùng với nhiều chương trình trung thu được tổ chức trên khắp các điểm tại các tỉnh thành trên cả nước, và tối ngày hôm qua, Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội cũng đã tổ chức khai mạc lễ hội trung thu phố cổ năm 2017. Tại tất cả các điểm di tích của phố cổ đều có các hoạt động nhằm tái hiện lại một trung thu xưa để trẻ em, thanh niên và thậm chí là trung niên được biết và nhớ đến. Trong chương trình khai mạc vào ngày hôm qua, cùng với nhiều hoạt động nghệ thuật, màn trình diễn của các nghệ nhân làm trống đội Tam Hà Nội cũng gây được nhiều sự chú ý. Màn trình diễn được thực hiện bởi 20 người phụ nữ của làng trống đội Tam Hà Nam. Được biết, việc để toàn bộ phụ nữ trong làng tham gia trình diễn đánh trống là quy ước của người dân nơi đây. Theo đó, sản xuất trống đều là do nam giới, còn đánh trống là nữ để tạo sự cân bằng. Ngoài ra, trước đây, đàn ông của làng thường phải đi làm ở mọi miền trên đất nước, nên ở nhà chỉ còn người phụ nữ để đánh trống. Bài trình diễn tối hôm qua là một bài trống có ý nghĩa chỉ sự vui mừng. Những người dân sau khi mà những ngày lao động mệt nhọc mở hội để là thể hiện là cái sự vui mừng của những cái năm mà thời tiết thuận hòa, trồng ngày xưa là đất nước Việt Nam là gắn liền với là lúa nước nên những năm được mùa, sau đó là sau khi thu hoạch mùa và các cái ngày lễ tiết ở trong năm, ví dụ như ngày Tết Trung Thu hay là ngày Tết Nguyên Đán. Ngoài màn trình diễn trống, chương trình còn có màn múa lân và văn nghệ của các bạn thiếu nhi. Sau khi khai mạc, các hoạt động của chương trình bắt đầu diễn ra tại các địa điểm trên phố. Cụ thể, tại số 50 Đào Duy Từ và 87 Mã Mây sẽ là một không gian sắp đặt, trưng bày, giới thiệu các đồ chơi trung thu truyền thống và mâm cỗ truyền thống của một gia đình Hà Nội xưa. Đó là ông Tiến sĩ Giấy, là đèn ông sao, là bánh nướng, bánh dẻo, chó bưởi và các loại hoa quả được tỉa thành những con vật xinh xắn. Tất cả các món bày trên mâm cỗ đều là những món yêu thích của con trẻ, chứ ốc luộc và gỏi cá là hai món dành cho người lớn nhâm nhi trong khi chờ phá cỗ. Những cái như là ốc nhồi này, như con giống này, bánh hoa hồng này, không ai biết cả. Nhưng mà ngày xưa đó thì tùy nhà, đây là cái mâm cỗ này là mâm cỗ giống như cái, mình có thể nói là căn bản. Rồi có những nhà có thêm cái nọ, cái nhà thêm cái kia, có nhà thêm bánh in, bánh khảo rồi các thứ. Nhưng mà hoàn toàn là có nhiều người bây giờ lại nhầm lại để oản lên, oản là không được. Oản cúng chùa chứ không phải cho trẻ con ăn cái này. Tại 38 hàng đào, 28 hàng buồm và 42-44 hàng bạc sẽ có các nghệ nhân trình diễn và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, ông tiến sĩ, ông đánh gậy, tàu thủy. Con thích làm đắp nặng với lại là bán hàng cho bác. Bán hàng gì nhỉ? Bán hàng đắp nặng. Tối ngày hôm nay vào lúc 20 giờ tại 50 Đào Duy Từ và 61 Lương Ngọc Quyến sẽ tiếp tục diễn ra các chương trình ca nhạc thiếu nhi.